Ngay khi mùa giải 2019 kết thúc, các đội bóng đã có những động thái để tăng cường lực lượng cho mình trước thềm mùa giải mới. Cùng với đó là những bản hợp đồng đình đám được các câu lạc bộ kích hoạt. Tất cả các câu lạc bộ đều có những thay đổi ít nhiều trong lực lượng của mình. Trong đó, mạnh mẽ nhất là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel, khi hai đội này đều bổ sung những nhân tố nổi bật ở cả dưới sân và trên băng ghế huấn luyện. Với đội bóng mang tên Bác, khi mùa giải 2019 chỉ vừa kết thúc, ngoài giữ chân huấn luyện viên Chung Hae-song và các trụ cột, họ còn nhanh chóng đưa về sân Thống Nhất vua phá lưới giải hạng nhất 2019 Nguyễn Xuân Nam và tuyển thủ Võ Huy Toàn. Chưa dừng lại ở đó, ban huấn luyện của đội bóng này cũng được bổ sung thêm huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Việt Nam Trần Minh Quang và huyền thoại của đội tuyển Hàn Quốc Lee Jung-seo. Sau đó, đội bóng này đã kích hoạt hai bóng tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa giải tới là thủ thành Bùi Tiến Dũng từ câu lạc bộ Hà Nội và Công Phượng từ câu lạc bộ Sinchuden từ Bỉ. Lý giải cho sự bạo chi này của Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng này mùa giải tới sẽ phải chinh chiến ở bốn đấu trường từ V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League hoặc AFC Cup và giải vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á. Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, huấn luyện viên Chung Hae-song rõ ràng rất cần một lực lượng dày để luân chuyển đội hình. Trong khi đó, Viettel dù không đem về những bom tấn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ cũng có những thay đổi mạnh mẽ từ băng ghế huấn luyện tới sân bóng. Không thành công với huấn luyện viên người Hàn Quốc, đội bóng áo lính phải đưa huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên trở lại ghế nóng. Ngay sau khi mùa giải kết thúc, Viettel đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và giám đốc kỹ thuật Thomas Daly. Sau đó, họ cũng đem về hai đồng đội cũ của Quế Ngọc Hải là thủ thành Nguyên Mạnh và Hồ Khắc Ngọc. Với thành tích bết bát ở mùa giải 2019, câu lạc bộ Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi đem về hàng loạt gương mặt đã khẳng định được chất lượng như Hoàng Vũ Samson, Lê Phạm Thành Long. Bên cạnh đó, có tin đồn cho rằng huấn luyện viên Mai Xuân Hợp còn có trong tay chân sút Victor Mascherey từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhận trách nhiệm chinh chiến ở đấu trường châu Á như Thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh cũng sớm ổn định lực lượng bằng một đôi Fagan và Jamie Lynch từ người hàng xóm Hải Phòng. Trong mùa giải 2019, bộ đôi này đã ghi tới 14 bàn thắng cho đội bóng đất cảng. Sau cú đúp tại V-League và Cúp Quốc gia 2019, Hà Nội FC tỏ ra khá bình tĩnh trên thị trường chuyển nhượng. Bàn hợp đồng đình đám nhất mà đội bóng này mang về là chân sút Romario từ câu lạc bộ Thanh Hóa. Dù không đem về những nhân tố mới, nhưng đội bóng thủ đô lại thành công trong việc giữ chân các trụ cột của mình. Ngay sau khi mùa giải 2019 khép lại, Đức Huy, Quang Hải nhận được rất nhiều những lời đề nghị từ những đội bóng lớn, nhưng các cầu thủ này đều chọn ở lại với Hà Nội FC. Những đội bóng còn lại cũng ít nhiều có được sự chuẩn bị về mặt lực lượng của mình trong mùa giải tới. Những bước chuẩn bị này của các đội hứa hẹn sẽ mang tới mùa giải 2020 hấp dẫn hơn. Mùa giải V-League 2020 sẽ chính thức khai màn từ ngày 22 tháng 2 năm 2020 với cặp đấu của nhà đương kim vô địch Hà Nội FC và Dương Nam Hà Nam Định. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.